Thủ tướng Thái Lan đề nghị trưng cầu dân ý về tương lai của bà, tin từ Bangkok. Thủ tướng Thái Lan Chinlak Sinawatra đã đề nghị một cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của mình vào ngày hôm nay và hứa sẽ từ chức nếu đó là những gì mà người dân muốn, trong khi người biểu tình chống chính phủ chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng để buộc bà từ chức. Những người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô trong nhiều tuần qua, đã đụng độ với cảnh sát và đã thề sẽ lật đổ bà Chinlak và tiêu diệt sự ảnh hưởng của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang sống lưu vong. Lãnh đạo của những người biểu tình, ông Suthep Thaksubin, cũng là cựu phó thủ tướng đảng Dân Chủ, đã kêu gọi một cuộc biểu tình cuối cùng vào ngày thứ hai để đuổi buộc bà Chinlak ra đi. Bà Chinlak cho biết là trong một tuyên bố trên truyền hình vào ngày hôm nay, rằng chính phủ của bà đang tìm kiếm phương cách để chấm dứt xung đột, và nếu cần thiết thì bà sẽ từ chức. Bà nói, nếu không tìm thấy một giải pháp cho cuộc xung đột, bà sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để xác định đa số người dân muốn gì. Ông Suthep nhận thức được rằng bà Chinlak có khả năng sẽ giành chiến thắng một cuộc bầu cử, đã kêu gọi thành lập một hội đồng nhân dân với những người tốt để thay thế chính phủ. Bà Chinlak đã bác bỏ đề nghị này, nói điều này là không hợp hiến và phi dân chủ. Bà đã không cho biết chi tiết của cuộc trưng cầu dân ý, nhưng nói rằng điều này là phù hợp với hiến pháp. Ông Suthep đã nói với những người ủng hộ là họ đã lấy lại quyền lực từ những gì mà ông gọi là chế độ Thaksin bất hợp pháp. Nhưng ông cũng đã nói với họ rằng họ không thể dựa vào quân đội để giúp đỡ. Để làm gia tăng thêm cảm giác khủng khiếp và khủng hoảng, các nhà lập pháp buộc phe đối lập đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã từ chức và sẽ tham gia vào cuộc diễn hành vào thứ hai. Cựu thủ tướng và cũng là lãnh đạo đảng Dân Chủ Abhisit Vejajiva đã nói trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay là để thể hiện lập trường vững chắc của họ chống lại quốc hội không chính đáng hiện nay. Tất cả những thành viên đối lập của Hạ viện đã từ chức từ ngày hôm nay. Chính phủ đã không sử dụng vũ lực quá mức chống lại những người biểu tình. Và ngày hôm qua, thì bà Chinlak đã nói với cảnh sát là sẽ hành động với sự kiềm chế nếu những người biểu tình tìm cách chiếm các tòa nhà công cộng. Các cuộc biểu tình tạo tình trạng bất ổn mới nhất trong gần một thập niên, cạnh tranh giữa tầng lớp trung lưu ở Bangkok và những người ở vùng nông thôn ủng hộ ông Thaksin vì các chính sách hỗ trợ người nghèo của ông ta.